Việt Nam ngày 25 tháng 7 tuyên án nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Nga 9 năm tù giam, 5 năm quản chế. Luật sư của bà Nga, ông Hà Huy Sơn cho biết. Theo video trên Facebook của Tin Tức Hàng Ngày, bà Trần Thị Nga bị bắt ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nga được biết đến qua các hoạt động tranh đấu vì dân chủ, nhân quyền và môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối Formosa Hà Tĩnh trong thảm họa môi trường biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Cái lời nói sau cùng của chị Nga thì nói là chị chống bất công, tham nhũng, tố cáo và những cái thảm họa môi trường thì cũng không chống ai cả, không có chống nhân dân. Dù tòa tuyên bố xử công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Trên mạng lan truyền hình ảnh của các nhà vận động nhân quyền, tòa kháng để phản đối phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga. Nhiều tổ chức hoạt động nhân quyền ở Mỹ, châu Âu như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Phóng viên Không biên giới, Đài quan sát bảo vệ những nhà tranh đấu cho nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, đồng loạt kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga.